Kênh Cần Thơ Ký Sự kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Một địa điểm hôm nay giới thiệu trên kênh cho cô chú anh chị xem du lịch qua màn ảnh nhỏ, chỗ công viên sông Hậu đó quý cô chú anh chị. Ngay chỗ này là bờ kè ha, thì vừa xây dựng hồi trước Tết, đưa vào sử dụng trước Tết, nói chung là đã hoàn thành khá là đẹp. Thì cũng đi bộ khu vực chỗ bờ kè này nha cô chú anh chị. Cái hướng mình đang phía trước á, là chỗ đó đến sân vận động thành phố Cần Thơ. Sân vận động á cô chú, nằm đối diện với chỗ công viên sông Hậu ha. Thì mình đi một vòng từ gần khu vực sân vận động thành phố Cần Thơ để đến chỗ hàng Dương Bãi Cát ha cô chú anh chị. Chung bây giờ cây xanh mát mẻ, chung công viên này hiện tại cây xanh rất là nhiều. Bà con mình cũng tập thể dục buổi sáng rồi ha. Rồi chúng ta đi nha cô chú anh chị. Công viên sông Hậu ha, đi dài tới chỗ Hàng Dương. Chung buổi sáng khá mát đó cô chú anh chị. Trong đây có cái ghế đá rồi cho bà con mình có đến ngồi đó, khá là ok ha. Công trình nó hoàn thành rồi trước Tết quý cô chú anh chị, trước Tết ha. Chung chỗ này thì nhận thấy có mấy lần đi đến đây thì có những cái giống như ngoại cảnh rồi đó, những đám cưới rồi đó. Thấy mấy cô dâu chú rể có đến chụp hình, chung quay ngoại cảnh rồi đó. Nguyên cái bờ kè mà từ sân vận động của thành phố Cần Thơ mà kéo dài qua cái này là qua tới, nếu mà cô chú anh chị đi theo cái lối này á là đi qua tới bến Ninh Kiều luôn đó cô chú anh chị. Chung buổi sáng mát vắng vẻ ha. Nhắc lại với cô chú anh chị, cái địa điểm mình đang di chuyển đây là chỗ khu vực phường Cái Khế ha. Nói cho nó dễ hình dung ra là nó ngay chỗ gần sân vận động của thành phố Cần Thơ mình đó. Hồi xưa thì nó không có thông nhau, hiện tại thì khu vực này đã thông nhau từ Hàng Dương á cô chú anh chị. Từ Hàng Dương ha, rồi chúng ta thông nhau qua tới trên bên sân đoạn phố Cần Thơ luôn. Có cái tòa nhà cao cao là chỗ đó là khách sạn Mường Thanh đó quý cô chú anh chị. Rồi mình tiếp tục đi ha. Dưới đây là có cái nhà hàng Lúa Nếp ha. Cô chú đi theo cái lối này là đi qua tới bến Ninh Kiều luôn đó. Đụng cái cầu đi bộ trước. Đụng cầu đi bộ trước qua bến Ninh Kiều luôn. Chung là nguyên cái đoạn bờ kè này khá là đẹp đó cô chú anh chị. Buổi sáng này thì khá là vắng vẻ ha, mát, phù hợp cho cô chú có thời gian nào rảnh rỗi, những ông lớn tuổi rồi đó có thể du lịch, có thể thể dục thể thao. Có những cái tiểu cảnh chung khá rộng cô chú ơi.
khoảng 7 giờ 30 sáng nha cô chú anh chị. Trong buổi sáng khu vực này tập thể dục rất là lý tưởng với cô chú anh chị ơi. Cũng một đoạn ngắn cho cô chú biết ha, tham quan ha, qua màn ảnh nhỏ. Đó là mình đi từ khu vực sân vận động của thành phố Cần Thơ. Mình nếu anh chị nào mà có thời gian rảnh thì chúng ta băng qua bên chỗ Bến Ninh Kiều luôn. Cũng sắp tới chỗ Hàng Dương nữa cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú ơi. Hôm nay trời âm u ha, buổi sáng hơi âm u, có mưa lác đác. Rồi một số hình ảnh ngắn giới thiệu về công viên sông Hậu cho cô chú tham quan ha. Đặc điểm ở đây có cái Hàng Dương khá là lớn tuổi ha. Khá rộng và mát mẻ quý cô chú ơi. Này, bóng mát ha, nguyên khu vực Hàng Dương. Xa xa bên kia sông các trụ tháp đó là cầu Cần Thơ đó quý cô chú anh chị. Đây, xa xa đó, phía xa xa đó
xem video, nhớ bấm like video để ủng hộ kênh nha quý cô chú anh chị. Cảm ơn, chúc sức khỏe quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Đây, nguyên khu vực này đi theo cái lối bờ kè này là chúng ta đi qua bên chỗ bến Ninh Kiều luôn cô chú, thẳng vào bển luôn đó. Buổi sáng Cần Thơ im điềm ha, mát mẻ, không khí trong lành. Có cái thảm gom uống nè của chú anh chị, xanh tươi ha, sông Hậu đó cô chú. Rồi tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại những video tiếp theo ha. Sẽ có những địa điểm giới thiệu tiếp theo cho quý cô chú anh chị tham quan ngắm nhìn Cần Thơ mình ha. Đây nè, cái hàng dương nó vẫn còn nè cô chú anh chị. Hàng dương. Anh chị em nào đã một lần đến đây xin về là comment cho video này ha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Phong cảnh hữu tình ha, nói chung buổi sáng này khá là mát của chú ơi. Rồi nhớ bấm like video để ủng hộ kênh nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cảm ơn và cảm ơn luôn. Cái đường xuôi theo cái hướng này là mình qua sân vận động lại đó cô chú anh chị. Rồi chúc sức khỏe với cô chú luôn và hẹn gặp lại.